Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em để đến với kênh CryptoCon. Mình là Tuấn Cơm, mình sẽ đồng hành và hướng dẫn anh em tham gia và làm những sự kiện Airdrop Mining Giveaway từ những dự án uy tín và có giá trị trên thị trường crypto. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn anh em tham gia một sự kiện Airdrop đến từ dự án Dusty AP. Tham gia vào sự kiện này, anh em sẽ nhận là 100 đồng coin có ký hiệu là DP. Đây, sự kiện này là một sự kiện random dành cho 2000 ví may mắn. Ngoài ra thì trong thời gian diễn ra sự kiện này, anh em thể mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia vào sự kiện này để nhận thêm phần thưởng đến từ dự án. Thì phần thưởng ít nhất là top 200 có lượt giới thiệu hàng đầu thì anh em sẽ nhận ít nhất là 5 đồng Epicoin. Về giá trị Epicoin hiện tại của nó trên Coin Cap là khoảng 707 đô trên một coin. Thì anh em sẽ nhận được là 5 đồng coin thì anh tương ứng với giá trị là khoảng 35 đô. Rất là ok. Và sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Dự án sẽ phân phối đồng coin về ví dành cho anh em trong 2000 ví vào ngày 30 tháng 6. Về tổng cung của sự kiện này là 250.000 coin, tương ứng khoảng là 2.5% trên tổng cung. Cũng rất là lớn. Rồi, để tham gia vào sự kiện này, anh em click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó anh em sử dụng ví MetaMask để tiến hành làm nhiệm vụ. Anh em tiến hành copy địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Rồi anh em tiến hành gửi ra. Sau đó anh em tiến hành làm các nhiệm vụ trên mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên anh em tiến hành là tham gia cộng đồng Telegram. Rồi mình để tham gia. Tiếp theo là anh em tiến hành follow Twitter. Rồi sau đó anh em tiến hành retweet một vài post về sự kiện này. Anh em like về retweet lại. Rồi các mục này thì anh em click vào. Rồi truy cập presale link. Về hiện tại dự án này đang mở sự kiện presale trên Binsale. Thì nếu anh em nào quan tâm về dự án này, anh em có thể tìm hiểu kỹ hơn về dự án. Về theo như mình tìm hiểu được thì dự án này để được kiểm toán bởi CoinCode, một đội ngũ kiểm toán cũng khá là ok trên thị trường này. Về sự kiện presale sẽ bắt đầu sau 5 tiếng nữa. Và anh em cũng có thể copy concept của dự án này để tích hợp vào ví MetaMask của mình, để khi nào mà mình để tham gia vào sự kiện Airdrop, nếu may mắn thì anh em sẽ nhận được đồng coin của dự án này. Và khi dự án phân phối đồng coin về ví của anh em thì số lượng token sẽ hiển thị trên ví. Rồi anh em continue. Rồi sau khi hoàn thành thì anh em có thể nhận được link address của mình. Link này có thể anh em mời bạn bè của mình tham gia vào sự kiện này để có cơ hội lọt vào top 200 người có lượt giới thiệu hàng đầu sẽ nhận thêm phần thưởng đến từ dự án. Vậy là mình đang hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Airdrop đến từ dự án Dusty AP. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc anh em sẽ may mắn nhận được đồng coin đến từ dự án này.